Sáng nay 12 tháng 10, khi nước lũ bắt đầu rút, tại Hội An, các cơ quan đơn vị địa phương và người dân tập trung dọn vệ sinh môi trường, khôi phục cảnh quan. Tại khu phố cổ, công nhân công ty cổ phần công trình công cộng Hội An triển khai lực lượng tiến hành xịt rửa bùn non, thu gom rác thải, nhất là tại vị trí cầu An Hội và khu vực chùa cầu. Công ty cũng tăng cường xe để thu gom vận chuyển rác từ các địa phương bị ngập lụt đến nơi tập kết. Để sớm trở lại con đường cũng giống như các khu trung tâm trở lại bình thường để phục vụ khách du lịch, cho nên công ty huy động toàn bộ lực lượng của công ty sẵn có từ các nhà máy, các bộ phận là phải tập trung tất cả hết lực lượng, nhân công cả văn phòng là hơn 230 lao động và 6 máy bơm áp suất cao và 2 xe bồn chứa nước để tập trung cho các khu vực mà nước đã rút để làm. Trong vấn đề này thì có một cái là ý kiến của đơn vị, đó là làm sao mà tuyên truyền được người dân là không nên tranh thủ khi có lụt để giống như mà dọn nhà, mà nên vận động người dân là phải có ý thức là để rác bên đường như bằng ngày bình thường để xe đi thu gom, không thôi làm mất thêm một cái thời gian là phải vớt rác lên. Cho nên rác nhất là ở trường chùa cầu là nên thấy rất nhiều. Tại các trường học, sáng nay, ban giám hiệu các trường cũng đã huy động giáo viên dọn vệ sinh ngay sau khi lũ rút, đồng thời kiểm tra, tu sửa cơ sở vật chất. Tính đến sáng nay, công tác khắc phục hậu quả mưa lũ tại các trường trên địa bàn thành phố đã cơ bản hoàn thành để đảm bảo việc dạy và học trở lại. Thì đã có chỉ đạo các trường là có kế hoạch để rồi dọn dẹp vệ sinh, sắp xếp lại bàn ghế cũng như sửa chữa các nội dung cần thiết để tiến hành dạy học, và đồng thời chỉ đạo cái lãnh đạo phòng cũng các chuyên viên đi về các trường có bị ngập sâu như là ở Cẩm Nam, Cẩm Kim, ở Thanh Hà, ở Cẩm Phô, Minh An để nắm tình hình, đồng thời là cũng động viên anh chị em đội ngũ và tiến hành dọn vệ sinh cũng như là nhắc nhở để làm tốt cái công tác này, và để chờ khô ráo nữa thì ngày mai là sẵn sàng cho cái việc học tập. Để nhanh chóng khắc phục hậu quả mưa lũ, Ủy ban nhân dân thành phố Hội An đã yêu cầu các ngành, các địa phương thực hiện theo phương châm nước rút đến đâu, khắc phục đến đấy, chủ động huy động lực lượng tại chỗ để dọn vệ sinh môi trường và tẩy rửa bùn đất ngay sau khi nước lũ rút. Ủy ban nhân dân thành phố cũng đã giao phòng kinh tế chủ trì phối hợp với các địa phương kiểm tra tổng hợp thiệt hại trong sản xuất nông nghiệp sau lũ để báo cáo đề xuất thành phố và cấp trên có biện pháp hỗ trợ kịp thời cho người dân để khắc phục thiệt hại và tiếp tục sản xuất. Đồng thời chỉ đạo đảm bảo kế hoạch sản xuất lúa, hoa màu, hoa cây cảnh vụ đông xuân, cũng như phục vụ thị trường tiêu thụ dịp Tết Nguyên đán sắp đến.